Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Sáng 19 tháng 5, tại buổi họp báo trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, báo chí đề cập việc vừa qua Trung ương quyết định cho chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường thôi ủy viên Trung ương và cho ý kiến nhân sự để trình Quốc hội bầu phê chuẩn. Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, trong kỳ họp thứ 5 có nội dung liên quan đến công tác nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét chính thức thông qua nội dung này vào ngày 22 tháng 5. Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét thảo luận và cho ý kiến biểu quyết đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với nhân sự do Quốc hội khóa 15 bầu, cũng như tiến hành quy trình bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với nhiệm vụ Ủy ban Tài chính Ngân sách. Về trường hợp ông Nguyễn Phú Cường, Phó trưởng ban công tác đại biểu cho biết, ngày 15 tháng 5, Trung ương đã biểu quyết thông qua việc cho phép ông Nguyễn Phú Cường được thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Ông Nguyễn Tuấn Anh thông tin, vào ngày 16 tháng 5, ông Nguyễn Phú Cường đã có đơn xin được thôi làm đại biểu Quốc hội và xin thôi các chức vụ do Quốc hội khóa 15 bầu. Ông Nguyễn Tuấn Anh nói thêm, theo trình tự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét trong kỳ họp để trình Quốc hội thông qua. Về lý do Trung ương biểu quyết thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường thôi giữ chức vụ ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 và Quốc hội tiến hành các quy trình miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Phú Cường, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết lý do chỉ được công bố khi Quốc hội xem xét miễn nhiệm. Tại cuộc họp, báo chí cũng đặt câu hỏi về việc Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban công tác đại biểu cho biết, theo quy định 96 của Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ, lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị và nghị quyết 85 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Ông Nguyễn Tuấn Anh nói, dự kiến việc lấy phiếu tín nhiệm này sẽ được thực hiện tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10 năm 2023. Theo quy định, trước 45 ngày dự kiến diễn ra kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định danh sách người lấy phiếu tín nhiệm chính thức. Tại hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Hội nghị Trung ương 7 ngày 15 tháng 5, Trung ương thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, được thôi chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Theo chương trình dự kiến kỳ họp thứ 5, khai mạc ngày 22 tháng 5, Quốc hội sẽ dành ngày làm việc đầu tiên để xem xét vấn đề nhân sự. Như vậy, sau khi thôi chức Ủy viên Trung ương, ông Nguyễn Phú Cường sẽ được Quốc hội miễn nhiệm chức chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách, vị trí phải là Ủy viên Trung ương. Tháng 12 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện một số dự án và công tác cổ phần hóa. Có những cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, bị xử lý hình sự. Cùng với một số cán bộ của tỉnh, ông Nguyễn Phú Cường phải chịu trách nhiệm trong giai đoạn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Nhiều người bị cơ quan kiểm tra Trung ương kỷ luật, trong đó ông Trần Văn Vĩnh, nguyên Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bị cảnh cáo. Ông Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai bị Trung ương khai trừ Đảng vào cuối tháng 12 năm 2022. Ông Nguyễn Phú Cường, 56 tuổi, là thạc sĩ quản lý kinh tế, cử nhân tài chính, công nghiệp, quê thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa 11, Ủy viên Trung ương 2 khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Cường trưởng thành từ Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, giữ chức Giám đốc Sở. Sau đó, ông kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo của thành phố Biên Hòa như Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy. Từ cuối năm 2014, ông làm Phó Chủ tịch Đồng Nai, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy từ tháng 10 năm 2015. Ông được Quốc hội khóa 15 bầu làm chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách cách đây gần 2 năm vào tháng 7 năm 2021. Đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành Trung ương khóa 13 có 180 ủy viên chính thức. Đến nay có 7 người thôi giữ chức ủy viên Trung ương, 3 người bị khai trừ Đảng,
một người bị cách tất cả các chức vụ trong đảng. Như vậy, Ban chấp hành Trung ương hiện còn 169 ủy viên. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch tổ chức kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến kết luận 1739/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn Đồng Nai. Việc kiểm điểm nhằm xác định cụ thể trách nhiệm của cá nhân có liên quan đến sai sót, sai phạm mà kết luận Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra. Theo nội dung kiểm điểm, đối với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong 3 năm từ 2013 đến 2015, việc tiếp công dân của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chưa đảm bảo theo quy định. Về việc thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng, tỉnh không công khai hoặc công khai không đầy đủ về tài chính ngân sách nhà nước nên cổng thông tin điện tử không có báo cáo đầy đủ về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, mua sắm tài sản công. Đồng Nai tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của chính nguyên chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh qua nhiều thời kỳ, kéo dài từ năm 2009 đến 2018. Trong đó có hai nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là ông Võ Văn Một và cựu chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái. Ông Thái đang chấp hành án 9 năm tù về tội nhận hối lộ liên quan đến sai phạm đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm ông Ao Văn Thịnh, ông Võ Văn Chánh, ông Trần Minh Phúc, ông Nguyễn Quốc Hùng, ông Nguyễn Phú Cường, ông Trần Văn Vĩnh và bà Phan Thị Mỹ Thanh. Việc kiểm điểm chính nguyên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai liên quan đến chậm phê duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, giao đất chưa đúng quy định, thực hiện chưa đúng quy định về phương pháp xác định giá đất. Ngoài ra, còn có việc chậm đầu tư dự án hoặc đầu tư không đúng tiến độ, giao đất thực hiện dự án, trong đó có đất trồng lúa nhưng không xác định rõ làm cơ sở thu tiền, bảo vệ, phát triển đất chuyên trồng lúa. Trong phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Trung ương Đảng, hội nghị giữa nhiệm kỳ Trung ương Đảng khóa 13 sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, cụ thể là báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, lấy phiếu tín nhiệm của Trung ương Đảng đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là một hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại, đánh giá một cách khách quan toàn diện những kết quả thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, để từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa 13. Gợi mở một số vấn đề tại hội nghị quan trọng này, Tổng Bí thư cho biết thời gian qua, Bộ Chính trị đã sát sao chỉ đạo Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, khẩn trương tiếp tục chuẩn bị dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Dự thảo đã được gửi xin ý kiến các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư góp ý trực tiếp vào văn bản để hoàn thiện bước đầu. Ngày 8 tháng 5 vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp, tiếp tục thảo luận kỹ lưỡng và cho nhiều ý kiến chỉ đạo xác đáng để hoàn thiện báo cáo trình Trung ương tại hội nghị. Nội dung của báo cáo đã đề cập một cách khách quan toàn diện bối cảnh tình hình thế giới trong nước từ Đại hội 13 đến nay với những diễn biến nhanh chóng bất thường và có nhiều khó khăn phức tạp hơn so với dự báo, cũng như so với cùng thời điểm các nhiệm kỳ trước. Báo cáo cũng chỉ rõ những ưu điểm nổi bật, những hạn chế, khuyết điểm chủ yếu và phân tích nguyên nhân, rút ra một số bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng, chỉnh đốn đảng, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó là việc xây dựng hoàn thiện pháp luật, nhà nước và pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, đặc biệt là việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc. Theo Tổng Bí thư, báo cáo cũng phân tích, dự báo tình hình thế giới và trong nước từ nay đến hết nhiệm kỳ và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa 13. Tổng Bí thư lưu ý, Trung ương cần chú ý gắn kết việc kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với đánh giá việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng,
trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, thách thức mới xuất hiện và phức tạp nặng nề hơn. Tập trung phân tích làm rõ, tạo sự thống nhất cao về những ưu điểm, kết quả, thành tích đã đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, phân tích những nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm từ Đại hội 13 đến nay. Theo Tổng Bí thư, những kết quả, thành tựu đạt được trong thời gian qua là sản phẩm kết tinh từ sáng tạo của cả một quá trình nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn đảng, toàn dân. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, trong dịp phát biểu bế mạc Hội nghị 13 của Đảng, ông đã nhắc nhở và lưu ý, kết quả và thành công của đại hội là rất quan trọng, tuy nhiên đó cũng chỉ mới là bước đầu. Còn làm được hay không, mai kia có biến nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có làm ra của cải vật chất mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của đại hội. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!